我们一起上课吧。你好，大家，我们都准备好了吗？好了，好了，那我们上课吧。第二，我每天6点起床，热身，给下面的词语选择对应的天。卖木呢？请温江啊。请问文章的啊，一边读呢，一边翻译成越南语给老师吧。喂，em đang bận một tí，tí nữa em quay lại. à, Hảo rồi, mời Bích Ngọc. Hà Bích Ngọc, mời. Mic đằng sau em, mic ở đằng sau rồi.起床là dậy,跑步là đi chạy bộ, Em để Bích gần đó.吃药là uống thuốc,生病là ốm,休息là nghỉ ngơi,出院là xuất viện. 那答案 A 是哪个？B 啊，B 呢？C 呢？C 五，对，很好，谢谢。看下面的图片，说做马丁，马丁啦，马丁，什么时间做什么事情？等于 là xem các hình dưới đây và cho biết Martin làm gì và vào thời gian nào. Nào. Ví dụ như là cái第一图片是gì ạ? Là chứ早饭对。那下午是锻炼身体呢，晚上可以干几点？看电视，对，星期六和星期天去旅游。对了，那么请 Bích Ngọc đọc và điền vào chỗ trống ạ. Vâng ạ. Mã Tinh chào Trang chứ? Chào sao Chào chào sang. Chưa chứ chào sang. Chưa chưa về gì chứ cô. chào san hoặc là chào phan chứ chào san là bữa sáng còn chào phan là cơm sáng Chào Phan. à, xiao nè Chào. Viên tung. Nguyên tung hả? Nguyên tung. Quảng Loạn. quảng sang khan tiên nhận. Sinh chi Sinh liệu. chi liêu hứa sinh chi thiên truy lý dấu. Hả? Sinh chi. Sinh chi. Hả, sinh chi. Khơ vấn. Tại Nguyên tung trường ở sân vận động. Ủa mân y biên tinh lưu in, y biên y bạc. Em đến có sách giáo khoa ấy, sách giáo khoa ấy, bài 2 ấy.第二课，我每天6点起床。课文一，在运动场。你很少生病。是不是喜欢运动？是啊，我每天早上都要出去跑步。你每天几点起床？我每天6点起床。我跟读吧。生病，生病。每喂。早上早上。跑步，跑步。起床。起床。Bạn rất ít khi bị ốm. Có phải là bạn thích thể thao không? Tập thể dục không? Tôi nói
是不是喜欢运动？是啊ok đúng vậy, tôi mỗi buổi sáng đều đi ra ngoài để chạy bộ. Chẳng có sure.是啊，我每天早上要出去跑步。Mỗi ngày bạn mấy giờ thức dậy?你每天几点起床？Tôi mỗi ngày 6 giờ là thức dậy.我每天6点。À, Cảm ơn chọn đọc. Tiếp. Tại y院, trong bệnh viện.课文二，在医院。吃药了吗？现在身体怎么样？吃了，现在好多了。什么时候能出院？医生说下个星期。跟陆毅一起读生药，药，身体，身体，出院。出院，出，là bật hơi CH bật hơi các bạn nhé, không chu lại thành bốn rồi, đây là nhấn mạnh bật hơi là cái cuống lưỡi chạm vào ngạc của hàm răng trên là nó sẽ tạo ra bật hơi, giống như kiểu mình khạc chu. Bạn uống thuốc chưa? Bây giờ sức khỏe thế nào rồi? Uống rồi, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Chứ là xin trai khảo tôi là Khi nào thì có thể xuất viện? sử không được chung Bác sĩ, bác sĩ nói là tuần sau. đi chăm chú À. Xa cường, xa là hạ đấy, bằng cái từ next tiếng Anh ấy, là tuần sau, tuần tới. Xa cường, chỗ này bắt buộc phải thêm chữ lượng từ cửa, xa cường hoặc là sang cửa là tuần trước, xa cửa là tuần sau. tuần này Chơ cơ, chơ cơ xin chỉ.课文三，在操场。大卫今年多大？20多岁。他多高？1米8几。你怎么知道这么多呀？他是我同学。高，高，米，米，知道。知道。各位，有听"米"的关系吗？bộ mễ đúng không? Bộ mễ là gì? Là gạo ấy. Ta mỉ là gạo, mỉ phan là cơm á. Thì cái từ mỉ ở đây hôm nay nó có học một nghĩa khác, đó chính là từ mét. Mét là đơn vị đo lường ấy. Mét này, trong đơn vị đo lường là mét decimet ấy, km ấy. Cũng dùng từ mỉ này nhá. David năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chờ mà xua nào, ta cho chỉ tú à. Đã Tao vậy, ơi, chị xin nhìn yến. cô ta. Hơn 20 tuổi. Ở tôi sẽ. Anh ấy cao bao nhiêu? Ta tôi cao. 1m8 mấy? 1.8 m. Bạn sao lại biết nhiều vậy? Chị chẳng có chưa tao chẳng tôi. Đây, cái từ chẩn mơ. Chẩn mơ là sao? Làm thế nào ấy, chẳng mấy là thế nào, còn chẩn mơ là sao bạn biết nhiều vậy, từ này lúc này có nghĩa là sao, sao chứ không phải tại sao nhá. Tại sao là gì ạ? À? Wait, wait mơ mới là tại sao, hay còn từ chẩn mơ chỉ là sao, sao bạn ít vậy, sao bạn cao thế. Đấy, đây chính là cái câu hỏi mà không cần câu trả lời ấy. Tại sao mà bạn biết nhiều vậy, sao bạn biết nhiều thế. Nào, anh ấy là bạn học của tôi. Tuổi các bạn vừa mới biết được từ xa cơ sinh chi là tuần sau, thế vậy còn năm sau là gì biết không ạ? Không dùng từ xa, lại dùng từ mính nhiến. Mính là của ngày mai á, mính nhiến.
Thế còn năm nay là chi nhiên là năm nay. Thế còn năm ngoái là gì ạ? Không phải chúa đâu mà lại dùng từ chi 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 nhiên trong từ chi trong từ đi, nhưng mà âm Hán Việt của nó là khứ. Đúng không? Khứ niên gọi là năm ngoái, khứ dùng từ quá khứ. Chi nhiên là năm ngoái. Mỗi một cái đơn vị dùng từ khác nhau, không giống nhau. Nào, tiếp nào. Chạy khoáng chiên trong phòng.课文四，在房间。张老师星期六也不休息啊。 是啊，他这几天很忙，没有时间休息。那会很累吧？他每天回来都很累。休息，休息，忙，忙，时间，时间。Cái từ pha ở đây có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Vậy thì sẽ rất là mệt nhỉ? Vậy sẽ rất mệt nhỉ? Hoặc là vậy thì sẽ rất là mệt chứ? Vậy là sẽ rất là mệt chứ? Đấy, từ pha ở đây có nghĩa là như vậy đấy. Ví dụ như là bạn ăn đi thì lại là dùng từ chi pa là bạn ăn đi. Thì lúc đấy từ pa cũng có nghĩa là mời với lại đề nghị ăn đi ấy. Nhưng mà từ pa ở đây trông có nghĩa là vậy thì mệt nhỉ? Đọc bài khóa nào. Mời Hương Anh là A, Hà Bích Ngọc là B. Mình không sao sinh bệnh, chứ không sư sĩ khoan dung động. 是啊，我每天早上都要出去跑步。你每天几点起床？我每天6点起床。吃药了吗？现在身体怎么样？吃了，现在好多了。什么时候能住院？医生说下个星期。大卫今年多大？20多岁，他多高？1米8几。你怎么知道这么多啊？他是我同学。张老师星期六也不休息啊？是啊，他这几天很忙，没有时间休息。那会很累吧？他每天回来都很累。很好。Hà Bích Ngọc đọc to lên một chút, em đọc thì khá là tốt rồi. Còn từ siêu xỉ, chữ si đằng sau là thanh không, thanh nhẹ. Mình phải đọc ngắt nhanh nhé, không 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 được đọc thành siêu si đâu, mà phải đọc thành siêu xỉ. Em ơi, em tên là gì nhỉ? À, chính là Quang Minh à? À, thì em cầm mic đi để mời em đọc. Nào, Quang Minh sư A nào. Mời Lily sư B ạ.你很少生病，是不是喜欢运动？是啊，我每天早上都要出去跑步。几点？你每天几点起床？我每天6点起床。吃药了吗？现在身体怎么样？吃了，现在好多了。什么时候能出院？医生说下个星期。大卫今年多大？20多岁。岁。大多高？你1米8几。你是怎么知道这么多啊？他是我同学。张老师星期六也不休息啊？是啊，他说，起点很忙，没有
sứ mấy đầu sứ chen chiêu xì Nó sai rồi nhá. Tha chơ chỉ thiên. tha chơ Chơ chỉ thiên. tha chơ chỉ thiên hận máng mấy dậu ở xứ chen siêu chi Nào nào khuây khẩn lây bà. tha mấy thiên khối lái tâu hận lây. Mời Tiến Đạt là A này. Mời bạn Minh là B ạ. Nǐ hěn shào sheng bìng, shì bù shì xǐ huān yùn dòng? À, nǐ hěn shào. Sư à, ủa mấy thiên chảo sang tâu rau truy châu bảo vụ. Chu chi. À, chu truy. Nǐ mèi tiān jǐ diǎn qǐ wǎng qǐ chuáng? Ủa mấy thiên liêu tiện chỉ choáng. Chưa yao là mà, xin trai thân thể chấm mấy yàng. Chưa, xem sai hảo tua lờ. Sama sứ khâu nâng chư yên. Y sân xuất xe cơ sinh chi. Xa cơ sinh chi. Xa cơ sinh chi. Ta wei chi niên tua ta. Ta sử tua xoay. Ta tua cao. 1.8米. 你怎么知道这么多啊？但是我懂谁？张老师星期六也不休息啊？是啊，但是几天很忙，没有时间休息。那会很累吧？那每天回来都很累。好，OK。那么。Thì Dương sư A này. Mời bạn Phương sư B. Nǐ hěn shǎo sheng bìng, shì bù shì xǐ huān yùn dòng? Chưa à, wǒ mèi tiān zǎo shāng duō jiào chū jī bǎo bù. Nǐ mèi tiān qǐ diǎn qǐ chuáng? Wǒ mèi tiān liù diǎn qǐ chuáng. Chưa yào là mà, xiān zài shēn tǐ zěn me yàng? Chưa lờ, xiān zài kǎo duō lờ. Shěme shí hòu néng qù yuàn? Chù. Chù yuàn. Yī shēng shuō xiā, xiā gē xīng qì. Dà wèi jīn niān duō dà? Ā shí duō shuì. Tā duō gào? 1.8米. 你怎么知道这么多啊? 他是我同学。 张老师星期六也不休息啊? 是啊，他只有几天很忙，没有时间休息。 那会很累吧? 他每天回来都很累。 好, xin chào. Mời bạn là Trương Cương Vi sư A ạ. Trang Nguyễn sư B. Cương Vi. Mời Diệu Linh sư A ạ. Diệu Linh sư A. Ờ, em kiểm tra lại mic của em nhé. Không nghe thấy gì em ạ. Không nghe thấy ạ. Nghe thấy chưa ạ? Được rồi, được rồi. Ờ, Nǐ hěn shǎo sheng bìng, shì bù shì xǐ huān yùn dòng? Chưa ạ. Wǒ mèi tiān zǎo shāng dòu yào chū qù bǎo bù. Nǐ mèi tiān qǐ diǎn qǐ chuáng? Wǒ mèi tiān liù diǎn qǐ chuáng? 吃了吗？现在身体怎么样？吃了，现在好多了。什么时候能住院？医生说下个星期。大卫今年多大？20多岁。
多高？1米8几？你怎么知道这么多啊？他是我同学。张老师星期六也不休息啊。是啊，他这几天很忙，没有时间休息。那会很累吧？他每天回来都很累。哎，很好。你看张导，你容易表了，这边导不了，这边冷冰导不了，入冬的。老嗨，好，谢谢你们。注释用是不是的问句勾画为的是不是？如果提问的人对某个事实或者情况有比较肯定的估计，为了进一步得到证实，就可以用这种的疑问去提问。是不是一般用在谓语前面，也可以用在句首或者句尾。khi đặt câu hỏi, nếu có sự phỏng đoán là khá chắc chắn về một việc hay là một tình huống nào đó thì có thể sử dụng mẫu câu này để khẳng định điều mình suy đoán. Sự bố sự thường được dùng trước vị ngữ nhưng cũng có thể đứng đầu hoặc ở cuối câu. Ví dụ, Ní khấn sảo sân bình, sự bố sự sĩ khoan yên tụng là bạn bạn rất ít khi bị ốm, có phải là thích thể dục phải phải không, đúng không? Có phải là như là mình đã đoán được là bạn ấy ít ốm là do bạn ấy tập thể dục, nhưng mà mình chỉ có phỏng đoán vậy thôi chứ mình không chắc chắn. Thì bây giờ câu hỏi này là mình khẳng định lại là có đúng hay không thôi, là có phải là thích vận thể thao hay không, là sư phụ sư chỉ khoan duy tung sư phụ sư mình thiên ba và siêu xỉ, có nghĩa là có phải ngày mai bố của bạn nghỉ, đúng không? Sư của sư này lúc này cũng có thể đứng đầu câu này, hoặc lúc này cũng có thể đứng ở cuối câu. Nó có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu ạ. Có thể nói là Mình thiên ba bà siêu si, sư của sư. Của mân xin chi y chuy bảy chinh, sư của sư. Lúc này sư của sư đúng ở cuối câu đấy ạ. Chúng ta thứ hai đi Bắc Kinh, có phải không? Sư của sư. Dùng câu để sư phụ sư để đặt câu với lệ từ sư phụ sư là chỉ ý cơ ly đúng nào, mời Tiến Đạt.是不是你就啊，你喜欢吃中国菜？中国风。是不是你有男朋友？对，我去骂的男朋友说。是不是你有男朋友？hoặc là lơ là cuối cùng là có rồi, sư phụ sư ni有男朋友了, có phải bạn có bạn trai rồi không? Rồi, mình Hà Bích Ngọc.明天你去学校是不是？对，很好。mời Quang Minh, Quang Minh, em Quang Minh.是不是你是越南人？对。Sư phụ sư mình sư Việt Nam rồi. Bạn có phải là người Việt Nam không? Đúng hả? Mời chị Bích Ngọc đặt câu với từ sư phụ sư ạ.明天我去海丰，是不是？Sao chị lại hỏi bản thân mình thế được? Chị phải hỏi người khác.明天你去海丰，是不是？Hải Phòng ạ.海丰。对了，很好。第二，代词美，美的后边是量词，指前比中的任何一个或者一组。例如，每天、每年、每个月、每个星期。美được dùng ở trước lượng từ để chỉ một cá thể hay một nhóm bất kỳ trong tổng thể. Ví dụ, mỗi thiên là gì ạ? Mỗi thiên là gì? Mỗi ngày. Mấy nhiên mấy cơ duyên là mỗi tháng. Tại sao lại duyên lại với sinh chi lại vậy thêm? Lúc này duyên với sinh chi lại là danh từ chứ không
không được bắt buộc phải thêm cưa, bởi vì thiên không có dạng, không có lượng từ, không có ý cơ thiên đâu, mà ý thiên thiên kia chính là lượng từ luôn rồi mà. Nhưng mà duyệt thì lại phải thêm lượng từ cưa, mẩy cơ sinh chi hoặc mẩy cơ duyệt. Mẩy thiên có mẩy nén thì không có lượng từ, y nén là chứ không ai nói là ý cơ nén là đúng không ạ, vì cái đường nén này vừa là danh từ vừa là lượng từ mà. Nên các bạn chú ý nhé, mẩy cơ duyệt là mỗi tháng này, mẩy cơ sinh chỉ là mỗi tuần. Đọc cho cô cái ví dụ này nào, mời bạn Hương Anh. Hương Anh đâu rồi? Mời Vân Trang đọc ví dụ và dịch cho cô nào. Sau ngủ mấy tiếng tôi chi Trung Quốc lý do là sơn Sơn mũ Mẫu. sơn mẫu mỗi năm đều đi du lịch Trung Quốc Rồi, vẫn hả? Đây, cái ní này mày chỉ năm đây. ní mày cứ xin chi liệu tâu cung chua ma. À, bạn mỗi tuần à mỗi thứ bảy đều làm việc phải không? Ủa mày theo liêu tẻ chỉ choáng tôi mỗi ngày 6 giờ thức dậy. Vậy là từ mỗi đây nó chính là bằng every, là mỗi ngày mỗi giờ hay là mỗi tháng mỗi tuần. Đặt ví dụ với từ mẩy là mời Vân Khan đọc luôn từ mẩy nhá, dùng mẩy chỉ cơ ly đúng nào. À,我每天都写汉语，啊，汉字，Rồi, có vẫn nhỉ? hả? Đúng rồi. Tôi mỗi ngày đều viết chữ Hán. Hả? Mời Lily ạ. Của mấy nén tâu truy Trung Quốc lý dấu. Em có thể đặt cái câu khác không? Em có thể đặt câu khác không? Câu này giống ví dụ à? Giống ví dụ à? Của mấy nén tâu truy sang quan. Ố mẩy nhé, ố mẩy thiên đi, ố mẩy thiên tâu chui sang ban, nghĩa là tôi mỗi ngày đều đi làm việc, đều Vâng. đi làm. Đó, ok. Mời bạn Minh đặt câu với từ mẩy nào. Minh. Mời bạn Phương ạ. Mỗi thiên chào sang của Trư Mỹ Phan. Ok, hẳn hả. Mỗi buổi sáng tôi đều ăn cơm. Rồi. Thì sao? Ý quân tại sứ tua, đại từ nghi vấn tua. Bình thường mình học từ tua có nghĩa là gì ạ? Là nhiều đúng không ạ? Nhưng hôm nay mình học từ tua để hỏi nhé. Là hỏi bao, ví dụ như là bao nhiêu, hay là cao bao nhiêu này, nặng bao nhiêu này, rồi bao nhiêu tiền này. Ý quân tại sứ tua dùng tại hình dung sứ ở前面. Tuổi xính tụ chim xính thí vận quấy tá tờ quấy tá sứ yêu xua chu su lẹ. Đại từ nghi vấn tua được dùng trước tính từ để hỏi về mức độ, khi trả lời ta phải dùng số lượng cụ thể. Ví dụ này, nỉ tua tạ thì nỉ là chủ ngữ này, tua là bao nhiêu đấy, tạ ta là tính từ là to ấy, nỉ tua tạ. Thế nhưng mà trong câu này tua tạ ở đây hỏi 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 gì nhỉ, bạn bao bạn bao nhiêu gì nhỉ? Tua tạ là hỏi bao nhiêu tuổi. À, nhìn bạn chưa tao lên cho bảo. Cái này ở trong hết cả một mình đã học rồi mà. Nhỉ tua tạ là hỏi cho người từ 10 tuổi trở lên đúng không? Thế còn người từ 10 tuổi trở xuống thì hỏi bằng từ gì ạ? Bạn bao nhiêu tuổi hỏi như nào? Ní. Ní chỉ xuể tuổi. 10 tuổi trở xuống là bạn mấy tuổi mà. Mấy thì là dùng từ chỉ. Thế còn 10 tuổi trở lên thì mình dùng từ tua tạ là bạn bao nhiêu tuổi? Nào. Tao về tua cao nghĩa là David cao bao nhiêu, cái này là bao nhiêu này, đây là cao này, tua cộng với lại tính từ này là cao bao nhiêu. Tha tua cao, tha tua cao là anh ấy cao bao nhiêu. Thế bây giờ hỏi
Nặng bao nhiêu chấm một xu? Bạn nặng bao nhiêu cân? Chấm một xu nào. Tua trung, tua lận, tua trung. Dài bao nhiêu? Dài bao nhiêu? Dài là gì? Tua, tua trắng. Tua trắng cũng là hỏi để vừa là hỏi chiều dài lại vừa là hỏi thời gian đấy, là bao lâu ấy. Tua trắng là bao, là hỏi về dài bao nhiêu và bao lâu. Nào, Quang Minh đọc ví dụ cho cô. Em chuyển mic cho Quang Minh hộ cô. Em đọc ví dụ vào dịch nhé. Nǐ duō dà, wǒ shìliù, shìliù suì. Bạn Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 16 tuổi. rồi tiếp. Quán Quán bác sĩ là gì ạ? y sinh, Bác quán sĩ y sinh tơ, chỉ lơ, ở ở tư, ở con tư. Tua trai cao tua cao là gì? Con trai của tha ở tự y y y mỹ mì chi. y mì chi Nào, em dịch câu này này. con trai của bác sĩ quán Bác sĩ Vương bác sĩ Vương bao nhiêu cao cao bao bao nhiêu? nhiêu anh ấy cao Con trai của con anh trai anh ấy ấy cao 1 mét chỉ 1 mét chi, chi là chi bảy. 7 mét 7 Tiếp ạ. tha tua cao y mì Ba chỉ y mì ba chỉ là 1 mét 1 mét tám tám mươi tám mấy, nghĩa là ý chỉ là hơn 1 mét 8 đấy, là 1 mét 81, 82, 83 hay 84, 85, 86 gì đấy, nhưng mà nó không chính xác, họ không nhớ rõ ở trên. mét tám hơn Ừ, thì nó cao mét tám mấy ấy, tôi cũng không nhớ chẳng hạn đấy, hoặc không biết chính xác. Thì như Quang Minh cũng không làm bài tập mấy ngày liền, cô thì chưa thấy bài tập của Quang Minh đúng không? Em phải biết chữ đấy nhá. Có phải xem bài tập nhưng cô cũng thấy em gửi bài tập đâu nhỉ? Đó, phải gửi nhá, gửi để cô xem em làm đến đâu chứ đúng không? Nào, đặt câu với từ tua. Mời bạn nào. Diệu Linh ạ. cho cơ xin cho chị tua sáng tha tha tua y mỉ Ờ, em đọc lại cô chưa nghe rõ nhỉ? cho cơ xin tua tua chữ tua tao tua tua trắng tha tua y mỉ À em đây là hơn 2 mét đúng không? Ờ, 1 mét ạ. Ờ, em xem nói cô không nghe rõ nhỉ? Em hỏi có phải là cho cơ chua sự tờ tua tua tráng đúng không? Vâng. Xong là cái gì nữa? Cho cơ chua sự Vâng. y mỉ Tha. tua. Vâng. Y mỉ tua chứ không phải là y tua mỉ nhá. Y mỉ tua Vâng. bởi vì là số nhỏ hơn, số nhỏ hơn 10 thì mình phải dùng từ từ tua đứng trước lượng từ nhá. Vâng. Hảo, xin xin. Mời Hà Bích Ngọc đặt câu ví dụ với từ tua em. Mức này. Nhi tơ công sư yếu tua rần Tua rắn á? Tua sảo rắn chứ, là tua bao nhiêu sáu người chứ? Sảo cũng là cái đúng từ đó. Tua sảo rắn là bao nhiêu người? Đúng rồi. Công ty của bạn có bao nhiêu người? Mời Trang nghĩ là câu với từ tua. à nghỉ cha lý bố u quản tua yến Tôi là nỉ cha lý lý bố vũ quản tu viện, có nghĩa là nhà của bạn cách bảo tàng, viện bảo tàng bao xa, viện là xa, tu viện là bao xa. Rồi từ nhà bạn đến công ty bao xa thì cũng dùng từ tu viện. Hảo, Khấn Hảo, câu hỏi ví dụ rất hay, cảm ơn A Trang. Nào, liên xí nào.
Căn cứ课文内容回答问题，trả lời câu hỏi và theo nội dung bài. Mời bạn Minh ạ. Minh ở lớp Zoom ạ. Tao quay什么很少生病? Trả lời luôn à? Ừ, trả lời luôn em. A à, sĩ khoan gì? Đâu rồi? Mình không nói nữa à? Mình cho bị ao rồi. Mời Tiến Đạt đi. Em có biết em không? Tha mấy thiên chảo sang tâu yêu chú chi bảo phù. Ừ, rất hảo. Tha mấy thiên chí tiền chỉ chóng. Tha mấy thiên chí tiền chỉ chóng. Tha xin chai sân thị cho mấy yang. Tha xin chai sân thị. Khảo tua là. Ta quay chi niên tua cao. Chi niên. À, chi niên. Niên là tiếng Việt đó. Ta quay chi niên tua cao, tua ta. Ta quay chi niên y mì ba chỉ cao. Ar sư tua xuê. Ơ sư. À, ơ sư. Ơ sư thành 24 đấy. Trang lão sư sinh chi liêu siêu si mà. Sư à, ta chứ chỉ thiên khẩn mắng. Mấy dầu sư thiên siêu si. À, trở chỉ thiên là những ngày gần đây. Chỉ là mấy đúng không? Vài ngày. Có thể dịch là những ngày gần đây hoặc là mấy ngày gần đây. Nào làm bài tập thứ ba là mời Quang Minh. Dùng bản khơ xin xuế tờ nhuyễn yến tiện có chữ chữ nhỉ miếu sụ thủ hiện dùng từ trong bài để mô tả hình ảnh bên dưới. Nhưng mà em không hiểu cái đầu tiên là gì. Chợ đi được hẳn má hẳn lên. Đây là nấu cơm đấy em. Ở đây là gì? Cứ gọi là nấu cơm đi, chua phan đi. Xiao lý. À, nhưng mà ở đây mình đâu có phải dùng từ nấu cơm gì đâu, mà đây là mẩy thiên mà. Đây là điền chữ mẩy là mỗi ngày ấy, thiên là ngày đúng không? Thì mình phải điền chữ mẩy thiên. Xiao lý mẩy thiên tua khẩn máng dễ khẩn lây. Okay. Tha mẩy thiên chảo sang chu truy chu truy chạy là gì? Trong bài là khảo. Khảo bu, sân tỷ khẩn khảo. Hoàng y sân tơ ơ dự, tua cao. Ủa tinh xua an nỉ. Sân bình lơ. Ủa xẻng truy khăn khăn tha. Ok, khán nào. Em có dịch được không? Dịch từ câu đầu tiên ạ. Dịch câu cuối cùng cũng được. Tôi nghĩ là Ani bị ổn rồi. Tôi nghe nói, à, tôi nghe là nói. Nghe, sure là nói, tôi nghe nói. Tôi nghe nói Ani bị ổn rồi. Tôi muốn đi xem cô ấy thế nào. Khan ở đây vừa nghĩa là thăm nhé. Thăm người ốm là dùng từ khan. Hoặc là về nhà thăm bố mẹ hoặc là về nhà thăm quê thì người ta dùng từ khan là thăm nhé. Khan có nghĩa là nhìn là xem nhưng cũng không nghĩa là thăm, thăm người ốm ấy. Hoặc là thăm nom. Ngụy y, ngụy y chứa chữ ngụy tờ chống y, trọng âm của từ ngữ có ba âm tiết. Trung trinh, trung cớ, cớ sự, đa đa số san y chứa chứa ngụy sủ ý, trung trinh, trung cớ sự, chỉ y, yên chế với trung y, yên chẳng, tự chẳng, yêu, yêu cơ yên chế với chinh y.
音长最短。第三个音节为重音，音长最长。Đại đa số từ ngữ có ba âm tiết thuộc cấu trúc nhấn vừa, đọc nhẹ, nhấn mạnh. Tức là âm tiết thứ nhất được đọc nhấn rộng và kéo dài vừa phải. Âm tiết thứ hai được phát âm nhẹ và nhanh. Còn âm tiết thứ ba thì đọc nhấn mạnh và kéo dài nhất. Ví dụ này. Sâu yên chi. Sâu yên chi là cái gì ạ? Là cái máy ghi âm. Sâu yên chi là máy ghi âm. Singapore. Singapore nghĩa là gì ạ? Rồi, Singapore nghĩa là Singapore đấy. Hảo lái ủ. Từ này hơi lạ đúng không? Có nghĩa là Hollywood ấy. Tiếng Trung nó hay cho dịch từ tiếng Anh sang, lắm lúc mình không hiểu gì đâu. Vì nó là dịch sang tiếng Anh ấy, tên tên gọi nó cứ tìm từ tương 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 đồng để gọi. Điện sư trụ là gì ạ? Phim là phim phim truyền hình. Điện sư là TV mà, phim truyền hình. Nào. Các bạn vừa nghe và đọc theo nhé. 三音节词语的重音 1. 中轻重格式 收音机 收音机 新加坡 好莱坞 电视剧 电视剧 2. 中重 Từ ngữ có ba âm tiết thuộc cấu trúc nhấn vừa, nhấn mạnh và đọc nhẹ. Có số lượng không nhiều trong cấu trúc này. Âm tiết thứ hai thì được nhấn mạnh và kéo dài nhất. Nghĩa nhấn mạnh ở cái chữ có dấu chấm đỏ ở dưới ấy, là âm tiết thứ hai ấy. Âm tiết thứ nhất thì đọc nhấn rộng và kéo dài vừa phải. Còn âm tiết thứ ba thì đọc phát âm nhẹ và nhanh nhất. Ví dụ, cú lúa của. Cú lúa của. Nghĩa là củ cải gì ấy, quả hồ lô, củ cải gì tiếp này, mấy quan gì, mấy quan gì là không có gì, mấy quan gì, lão hồ ly, lão hồ ly là cáo già, lão hồ ly là cáo già. Ý muốn nói là gian xảo, cái người kia thật là cáo già, cái bà ấy thật là bà ấy cáo già lắm, cẩn thận với bà ấy chẳng hạn, thì dùng từ đấy là từ cáo già hoặc là gian xảo ấy. Máu hái sự, trọng chính cơ sự, hú lúa bơ. 没关系, 老狐狸, 毛孩子, 毛孩子. 三, các bạn có nhìn biết chữ hái chữ là gì không ạ? Hái chữ là trẻ con, trẻ em, trẻ con ấy. Nhưng mà cái từ máu là lông, lông tay, lông chân là dùng từ máu. Dâu cũng là dùng từ máu. Em bé mà còn lông người ta gọi là em bé sơ sinh. Củ lúa pua là củ cà rốt nhé. Lúa pua là củ cải, nhưng củ lúa pua là củ cà rốt. Các bạn nào nghe và đọc lại nhé. 三, 重轻轻格式. 三, 重轻轻格式. Từ ngữ có ba âm tiết thuộc cấu trúc nhấn mạnh, đọc nhẹ và đọc nhẹ. Vừa rồi ở mẫu thứ hai thì mình nhấn mạnh ở giữa đúng không? Bây giờ nhấn mạnh ở từ đầu tiên này. Có số lượng rất ít, thường là dùng trong văn nói. Ở cấu trúc này, âm tiết thứ nhất được đọc nhấn mạnh, để đánh dấu đỏ nhấn mạnh. Còn âm tiết thứ hai và thứ ba thì phát âm nhẹ. Ví dụ, sấn mơ tờ. Sấn mơ tờ là vân vân. Ví dụ như là tôi có mang cam, táo, bưởi, quýt, dừa. Sớm mất tờ, đấy, vân 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 vân, thì người ta dùng từ
thay vì dùng từ tưởng tổng, người ta có thể dùng từ sớm mơ tơ là vân vân. Quai phu tử, quai phu tử có nghĩa là thảo nào, thảo nào. Ví dụ như là nó đi ngủ ở trong nhà làm tôi không nhìn thấy nó, thảo thảo nào mà tôi không nhìn thấy nó đâu. Hoặc là hôm nay nó nghỉ, thảo nào tôi không nhìn thấy anh ta đến công ty. Cô nương cha, cô nương là gì ạ? Cô nương đấy, cô nương là cô nương, còn cha là, cha là gia là nhà đúng không? Nhưng ở trong trường hợp này có nghĩa là ý nó chỉ là cô nương là cô nương gia đây, nghĩa là cô nương ta đây ấy, kiểu vậy. Ví dụ như là bẩn cô nương ấy hay bản cô nương ấy, ý muốn nói là cô tiểu thư này, cô nương này này. Nhưng mà cái này ít 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 dùng từ cô nương ấy. Hảo chơ nơ là vẫn tốt, vẫn khỏe. Hảo chơ chơ là ý tưởng, là ý ý miêu tả là cái hành động nó vẫn diễn ra, vẫn diễn ra là liên tục, là vẫn tốt. Các bạn nghe và đọc theo một thể nhé. Lào hú lì. Lào hú lì. Mấy quan xỉ. Trung trọng chinh gỡ sĩ. Hú lúa bộ. Hú lúa bộ. Mấy quan xỉ. Mấy quan xỉ. Lào hú lì. Lào hú lì. Máu hài zi. Máu hài zi. San. 重亲亲格式什么的怪不得姑娘家好着呢。Có những người mình nói là, ví dụ hỏi là bạn có khỏe không, vẫn khỏe thì người ta dùng từ 我好着呢。 chữ Hán à. Ờ, hỏi chân đó. Hỏi chân được rồi, hoặc bỏ chữ của đi được. Mình đang đối đáp chỉ có hai người với nhau, mình không có người ngoài đây. Thì ý là đang hỏi đối tượng ấy rồi, là không lạc đi đâu hết. Nếu mà có hai người thì chắc chắn là hỏi mình rồi. Còn nếu mà có nhiều người thì có khi là sẽ sợ lẫn hơn người khác, thì mình phải hỏi rõ là ai. Hán sư tờ bỉ họa ngang phẩy cong móc, đây là giống như cái chữ lò ấy nhá. Đây cái chữ này là bộ ốc này, bên trái này giống chữ bò này là bộ ốc, thường đi với chữ bộ đội này, thường đi với từ chỉ địa điểm này, cái từ bộ ốc này này hay đi với từ chỉ địa điểm nữa. Tuổi, tuổi có nghĩa là đội, ví dụ đội ngũ trong từ tuổi ủ là đội ngũ này. Trần là mặt trận, trận ví dụ trận mưa, một trận mưa hay là một trận đánh thì để dùng từ trận. Chí, chí vừa là và này, vừa là đạt tới này, còn chí thêm một bậc đằng trước thì nó thành cấp bậc. Ví dụ như là cao cấp thì là cao tổng chí. Y nhãn chí là gì ạ? Năm nhất là sinh viên năm nhất. Ơ nhãn chí là sinh viên năm hai. Để cũng dùng từ chí này nhé, năm thứ nhất, năm thứ hai đều dùng từ chí này. Còn chí này kiểu cấp bậc, ví dụ như là cấp nhân viên hay là cấp trưởng phòng hay là phó giám đốc gọi là cấp bậc. Hoặc là nó là ví dụ cái cửa hàng này nó là ở cái tầng gọi là cao chí, cao tổng chí là cao cấp, cao tổng chí. Hoặc là tỷ tổng chí là cấp thấp. À, ta tra cơ đùa tú vào. Tuổi trần chí, chí, hai từ này đều là có chí nhé, từ này cũng có nghĩa là và đấy các bạn nhé, nó cũng có nghĩa là và đấy, giống như cái từ khứa đấy, nhưng mà cái từ chí này chỉ cộng danh từ và danh từ thôi, nó không được cộng cả cụm như là từ khứa. Rân sư tú thỉ sự sưng, nhìn mân cơm bộ tú vào, sưng, sưng có nghĩa là sinh, sinh trong từ sinh đẻ. Sơn cũng có nghĩa là suế sơn, là học sinh. Cao, cao có nghĩa là cao, giống tiếng Việt luôn, phát âm giống nhau. Còn đây là bộ trúc này,
Những bộ trúc này thường đi liên quan đến từ có cây tre hoặc cây trúc. Ví dụ này từ lán, lán là cái giỏ. Bỏ cái chữ bộ trúc thì đi thành là màu xanh dương nhé, màu xanh lam ấy. Đây này, bỏ cái bộ trúc màu đỏ ở trên đầu này đi này, thì nó sẽ là xanh lam, lám. Nhưng mà thêm bộ trúc vào thành cái giỏ. Pỉ. Pỉ là cái bút ấy, bút viết ấy. Cái bộ trúc này này là biểu hiện bút ngày xưa người ta làm bằng tre. Bút lông ấy, làm bằng tre này. Bộ máo ở dưới là cái lông ấy các bạn biết không? Cái máo là lông. Thế còn trên là bộ trúc, trúc là tre. Không như ngày xưa người ta viết bút trên cái cục trên bằng cái tre xong rồi viết lên cái tre trúc ấy hoặc viết vào vải ấy. Thì đều phải dùng bút của Trung Quốc này. Ngày xưa làm gì có bút bút nhựa với lại bút bi như bây giờ đâu. Đúng không? Là bút làm bằng cái lông lông con gì đấy. Đấy, xong mà thêm cái cán bằng gỗ vào. Thế nên người ta dùng cái bút là làm bằng từ cái lông và cái cán người ta gọi là bộ trúc này, bộ máo này. Tạo thành chữ pỉ. Sử đây là bộ sử thường liên quan đến những cử chỉ, cử động của miệng. Ví dụ từ cưa, cưa là hát. Hát bài hát là gì ạ? Chấm xuống. Hát là gì? Động từ hát là gì? Chàng cưa, rồi chàng cưa là hát bài hát, hát đó. Chui, chui là thổi ấy. Chui là thổi. Gió thổi là gì? Phong chui. Rồi. Duyên dung. Hai người ghép thành cặp và hỏi nhau về hoạt động thường ngày. Câu này mời đến đâu rồi? Mời bạn Phương à? Bạn Phương và bạn Diệu Linh ạ. Một người hỏi, một người trả lời. Lý Mễ Thiên trí điển chưa trả phát. Của Mễ Thiên chi đẻ chưa trả phong chưa trả phong lợi Ừ, rồi. Tiếp đi em. Lý Mễ Thiên sớm mà xứ khâu tuyên tung của Mễ Thiên Treo của ổ buổi 5 giờ buổi chiều hàng ngày chẳng xuống. mày của mày thiên sao sao Treo sao ổ. sao sao cuối Tuệ. Vi tùng. Thể dục. À, xin xin nào. Tiếp nào, bài 2. Cháu chủ của tụng. Sàn sư gờ rần y chủ hô xiang xử vân tuệ phan tờ chi bẩn tờ xin xí hờ yên tùng chính phạm. Mấy chủ chỉnh ý vệ thống xế báo cao chính phạm. Mời bài này. Bài này gửi đến có một người. Mời mời đàn ạ. Mic em ơi. Đọc và trả lời mấy câu luôn em.你多大？我今年18岁，18岁。18岁。Mình nhập chữ sư nhé. Sư ba là bốn ấy. Sư là bốn mà. Đúng không?你多高？我1.75米高。你每天做什么运动？Ngày tôi chạy hay là gì?我每天踢足球。Thi chủ chiếu trên thi. Bây giờ dựa vào cái cấu trúc ở trên nhá. Các bạn hãy đặt ví dụ dùng câu niên lính là tuổi này, chân cao là nói về chiều cao, giới thiệu chiều cao của bản thân này. Sau đó là giới thiệu về các môn thể thao mà bạn chơi hoặc là bạn thích nhá. Ví dụ như là xẻo bán thì là chi nén 18 tuổi. Y mỉ chi ủ cao. Mấy thiên chảo sang thì chạy này mỗi buổi sáng thì đều đi chạy này. Và mấy cơ sinh chi liệu là mỗi một thứ bảy hàng tuần là đi đá bóng. À, dựa vào cái ví dụ này đặt ví dụ cô là mời 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 Dương nào. Giới thiệu bản thân em luôn. Nói hết cái thành Ờ đúng rồi, thành một câu luôn, không cần hỏi đâu. Em tự giới thiệu về bản thân mình.
我今年18岁，想看什么？冰冰也要垂杨。我叫垂杨，我今年18岁了，大半夜，身高啊，高，身高我一我1米，六六几，几啊，1米6几，嗯，高1米6几高，你没说了，不，梦体操运动了。每天呢，早上啊，每天早上啊，游泳，游泳，每个星期日啊。什么英语呀？tập gym 了，运动了这个，每个星期日运动。OK，那我们还冰哦。今年18岁，没有，没有九到，em là đúng cái gì nè,1 年龄rồi xong đến身高nè.1 米，我我一米，我一米，1米5高，高，然后运动我每个星期六都去跳舞。跳舞很好，没光明的，比如。我明，我，二十岁，大半夜，我高1米78，1米78高，1米78高，每天早上，跑步。跑步，OK，再多一句。OK，很好。Mời chị Bích Ngọc ạ. Mời chị Bích Ngọc đặt ví dụ ạ. Chị Bích Ngọc ạ. Mời Hương Anh ạ. Nào, chị Hương Anh. Hương Anh, sai ma. Ủa, sư gì đấy?我只Chèo.会，Giang Nhi. Tên của em là Hương Anh đúng không? vâng ạ. Giang Nhi. Nào, rồi em giới thiệu tiếp đi. Giang Nhi. Của treo xem nhưng của sử 16 xây 16. của 1米5几，1米5几高。我高1米5几，我每天早上6点跑步。早上6点跑步，很好，谢谢呢。徐冰告吧，莫莉莉，我要从今年我23岁，23岁。23岁，我高1米57，1米57，每天早上，运动30分钟，对，运动30分钟很好，mỗi ngày tôi thể dục 30 phút, 很好。
ở lớp mở sách bài tập đó nhé. Đi thi đi. Lớp nó bằng à?第2课, 我每天6点起床。 一、听力。 第一部分。 第1到5题, 听句子判断对错。 例如, 我们家有3个人。 我们家有3个人。 我每天坐公共汽车去上班。我每天坐公共汽车去上班。公共汽车 là gì ạ? Tôi xe buýt. 上班 là gì ạ? 一 đi làm. 医生说要住一个月，现在不能出院。医生说要住一个月，现在不能出院。 Bác sĩ nói phải, giao là phải này, cần phải ở 二, một tháng. 我爸爸, bây giờ không thể xuất viện, tôi là. 医生说要住一个月，现在不. Trang 先生已经给大卫打. 二. 我爸爸每天早上都要运动。我爸爸每天早上都要运动。 Bố của tôi mỗi buổi sáng đều phải 三 phải thể thao thể dục. 张先生已经给大卫打电话了。张先生已经给大卫打电话了。 Ông Trương đã gọi điện cho David 四, 打电话我念. 他最近太累了，已经生病了。他最近太累了，已经生病了。 Anh ấy dạo này quá mệt rồi, đã bị ốm rồi. 已经 là đã. 他每天12点睡觉，早上9点起床。他每天12点睡觉。 早上9点起床. Cô ấy mỗi ngày này 12 giờ đều đi ngủ. Buổi sáng thì mấy giờ? 9 giờ chiếu tiền. 9 giờ thức dậy. Cái từ ý trinh này là đã nhé. Lúc mình đã học rồi đúng không? Nhưng bài hôm trước ý trinh là đã bị ốm rồi. Chú ý trinh thì là dạo này hoặc là gần đây. Chui chin chui là nhất đó. Chin là gần đó. Chin là gần là cận đó. Thì chui chin là dạo này hoặc là gần đây. Đi ar bu phần. Đi liu dao shi ti. Tinh dui hoa. Xuyên zhe yu dui hoa nei rong yi zhi de tu pian. 例如，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。六，你爸爸每天运动吗？对，他每天早上出去跑步。 六. 你爸爸每天运动吗? 对，他每天早上出去跑步. Bố của bạn mỗi ngày đều thể dục à? Đúng rồi. Ông ấy mỗi ngày, mỗi buổi sáng làm sao ạ? Đúng rồi. Chu chi là đi ra ngoài chạy bộ. 七. Chu chi là đi ra ngoài. 你怎么了? 身体不好，已经2天了。 七，你怎么了？身体不好，
Này, bạn thế nào rồi? Nó bỏ cái chữ yang đi đấy, ni chẳng lâu là bạn thế nào rồi? Sức khỏe không tốt, đã hai Ba, ngày rồi, chỉ trinh hai明天下午你有时间吗？我们去看电影吧。对不起，我要看书，没有时间。八，明天下午你有时间吗？我们去看电影吧。对不起，我要看书，没有时间。Chiều ngày mai bạn có thời gian không? Chúng ta đi đi xem phim nhé. Tôi vừa chỉ là gì ạ? Xin lỗi, tôi phải đọc sách, không có thời gian. 你的小女儿多高？1米多一点吧。九，你的小女儿多高？1米多一点吧。Con gái nhỏ, xẻo là con nhỏ nhé. Con gái nhỏ của bạn cao bao nhiêu? Y mỉ tua là gì? Hơn một mét một chút, đúng không? Sử. Hơn một chút này này. Hơn. Y sinh, 我明天能出院吗？能。回家每天吃这个药。十，医生，我明天能出院吗？能，回家每天吃这个药。Bác sĩ, ngày mai tôi có thể xuất viện không? Đúng rồi, ra viện chưa? Có thể về nhà mỗi ngày phải 第三部thuốc này,分，uống thuốc này. 第十一到十五题，听对话，选择正确答案。例如，小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？十一，你什么时候能出院？医生说要再住三天看一看。男的明天能出院吗？十一，你什么时候能出院？医生说要再住三天看一看。男的明天能出院吗？ Khi nào thì bạn có thể xuất viện? Bác sĩ nói phải chạy là lại này. Là thêm là lại này. Chạy chủ là ở thêm 3 ngày để xem. Khan, y khan là xem. Vậy là ngày mai bạn trai có thể xuất viện không? Phụ nữ đúng không? 十二，你每天早上几点起床？七点多，星期六和星期天十点多起床。男的星期六几点起床？男的星期六几点呀？十二，你每天早上几点起床？七点多，星期六和星期天十点多起床。男的星期六几点起床？十点多đúng không? Đi hỏi hỏi mỗi thứ bảy thôi này. Họ chỉ hỏi mỗi thứ bảy thôi. Và thì họ thì là đây thứ bảy này và chủ nhật thì 13. Điểm tua hơn 10 giờ. 你一个人做饭累不累？不累，我很喜欢做饭。女的觉得做饭累不累？十三，你一个人做饭累不累？不累，我很喜欢做饭。女的觉得
做饭累不累？Nỉ ý cơ rắn có nghĩa là gì ạ? Một mình bạn đúng không? Nỉ ý cơ rắn hoặc là ủa ý cơ rắn hoặc là nỉ ý cơ rắn là một mình tôi, một mình bạn. Hỏi câu hỏi lây bố lây là câu hỏi có mệt hay không? Thay vì hỏi lây ma thì người ta sẽ hỏi lây phú lây là có mệt không? Còn bận không thì chẳng mất xua. Máng phù máng. Khỏe hay không hay là được hay không chẳng mất xua. Hảo phù hảo. Cười là cái câu này là nữ tớ chế tớ chỉ hoan chua phan nên là 14. 你女儿今年多大了？今年23岁，已经工作了。男的的女儿现在工作了吗？ 14. 你女儿今年多大了？今年23岁，已经工作了。 đã đi làm rồi. Nam đa đa nữ er, hiện tại công tác là mà? Hiện tại công tác là đã đi làm rồi. Chơi à? Chơi à? 15. Tôi chơi mấy ngày, thân thể không tốt, ăn nhiều thuốc. Bệnh à? Tôi và bạn cùng đi bệnh viện xem. 女的怎么了？15. 我这几天身体不好，吃了很多药。我和你一起去医院看看吧。女的怎么了？女的怎么了？生病，对，或者身体不好。 Chơi yang nhị bị sinh bệnh à? Sinh bệnh mà, nã lì cho bù sư phụ. Không có khó chịu ở đâu không? Ta xin suy chào. Xin suy chào, xin khổ là hả? Sang cơ thai xin khổ là sư bà. Mười sáu đến hai mươi này chọn khan thủ phiên xuyển xuống. Ngữ chi từ nội dung ý chữ được phổ biến ông cũng mất chưa cho đọc nào. Nào từ 1 đến 5 mời ai giảng nào. 1 đến 3 đi em. 1 đến 3. Tới của Tú nào. Vậy ta vậy rồi à, gương à, đạt đạt nào mấy cơ em à, nỉ ba ba mẹ thiên duyên tung mà cười câu 4 năm mà à dạ câu 6 rồi à, ta chơi chinh thai lây là chỉ chinh sinh binh là ta mẹ thiên ta mẹ chinh à mẹ thiên Tha mấy tiên sứ o tiện suy chèo. Chào sang chào sang chiếu chiếu tiện chỉ chó. Quang Minh. Câu 6 câu 7. Câu 6 câu 7 đọc. Em đọc cho câu 6 câu 7. Em đọc không phải nghe. Phần bài nghe đấy, 6, câu 6 không bài nghe vừa rồi nghe xong á. Em nhìn lên bảng được không? Em nhìn được không? Đọc từ câu 6 đến câu 7. Nhì ba bà. Nỉ ba ba mấy thiên thể dục duyên đúng mà
Tôi Đây. Tha mấy thiên chào sang chu truy chạy cái gì nữa? Hảo phụ Hảo phụ. Hảo phụ Hảo phụ. Ní Nghĩ chẳng mơ lắm Ní tầm mơ lơ. Sân thì sức Sân khỏe thì không tốt phú hào. đã 2 ngày rồi À, ỷ chinh ỷ chi lẻ thiên lợi lẻng thiên lợi. không nghĩ là do em không gửi bài tập cho cô đấy đúng không lần sau nhớ gửi bài tập nhá vì nếu mà em có đọc ở nhà trước ấy là em sẽ nhớ được một lần không đến đây em lại nghe lại lại những lần ha đúng không mình lại đọc tiếp lần thứ ba. Yeah. Nghe đúng không? Đúng rồi, tại vì cô khi cô nói tiếng khi nhìn thì em lại biết đấy là cái gì hoặc nói tiếng Việt em lại biết từ đấy đọc là gì nhưng em lại không nhận ra được chữ đúng không? Là do em không biết chữ đấy. Em phải luyện chữ nhá. Bài tập đưa ra là để các bạn là luyện khả năng nghe, nói, đọc và viết chứ không phải chỉ có mỗi nghe không ấy. Nghe và nói em có thể nghe và nói được nhưng cuối cùng em lại không nhận được không đọc được chữ ấy. Thì có phải là nó bị lãng phí cái buổi học của bạn đúng không? Nếu mà chỉ học nghe và nói thôi thì tự nhiên lãng phí mất cái khả năng viết của bạn hoặc là đọc một chữ. Bây giờ mình luyện viết là để sao? Để nhận được diện được cái mặt chữ này đã. Đúng không? Sau là mình dựa vào cái pin mà mình gõ chữ, mình biết là à gõ như thế này thì nó hiện ra chữ nào thì mình chọn cái chữ Hán tự đấy. Đúng không? Mình không cần phải viết chữ nữa mà mình gõ chữ. Gõ pin nó sẽ hiện lên cái chữ Hán nhé. Phải chịu khó học bài với để viết bài nhé. Nhưng nghe thôi thì cũng chưa đủ. Nào mời Hà Bích Ngọc. Đạt chuyển mic lên cho bạn 8, 9, 10. Mình thiên xa ủ, nì yếu sử dụng mơ? Bộ mình chú khăn điện ảnh bạc. Đời bù chì, bộ yếu khăn sư, mê yếu sử dụng. Nì đời xe nữ ảnh đô cao, y mì đô y điện bạc. Y sơ, bộ mình thiên nâng chú yên mơ? Nâng, hồi trà, chú chú gờ yào. Mấy thiên em bỏ qua rồi đấy. Mình ăn bớt đấy à? Quay cha mấy thiên chư chư quay cha. Rồi, cho cô nhỏ. 11, 12 mời chị Bích Ngọc ạ. Chị Bích Ngọc lúc đầu cũng rất là sợ đọc chữ Hán này vì là chị thấy mọi người ai cũng đọc được cuối cùng chị phải luyện quyết tâm viết chữ bây giờ chị đọc được khá tốt đấy. Nên là em cũng cố gắng em còn trẻ lắm chị Bích Ngọc nhiều tuổi đấy đấy. Chỉ là có điều là em có dành thời gian cho công việc đấy hay không thôi. Muốn đọc được thì phải viết thôi. Chị Bích Ngọc ạ. À? Vậy mời Thu Huyền đi. Thu Huyền. Dạ em chưa đọc được ạ. Chưa đọc được à? Thế Thu Huyền cũng phải chịu khó viết bài đấy nhá. Dạ vâng ạ. Cô thấy em gửi bài tập này nhưng mà gửi chưa đủ ấy. Cái cần quan trọng nhất của em là ghi âm và đọc ấy và viết chữ học thuộc từ mới em nhé. Mời bạn Phương ạ. Mời bạn Phương. 11, 12 ạ. Đúng rồi. Nỉ chuyến mơ chứ khâu nấng Xuất viện. truy duyên Chu Yên. truy chu duyên y sinh xưa y sinh xưa chào chào Giao. chào Sao? chai 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 chu Chu San Thiên Ăn tiền ba cái Kha tay. Khan Kha Ni y. Khang Rồi, khan y Khan khan. Y Khang À. Chữ đầu tiên là chữ gì cô? Nán. Ồ, từ này Nán từ khó mà Nán đọc tơ dễ lại hơn Nán lại cứ Nán tơ Minh Thiên Nấng Nấng Chu Yên Ma trả lời em trả lời đi em nán tơ mính thiên
难道你明天来帮不来能补，我不能出院。不能住院？嗯，没害啊。你每天早上，几点起床？我起床。床，嗯，为什么被读不来？熟呀，熟�ễ nhất thì lại quên rồi。七。啊，七点多，嗯，星期六和星期天10点多起床，对。嗯，难得星期六7点起床，嗯，那难得难得星期星期六，六7点多，有十星，十十，点点多。好，谢谢，mời Lily ạ，13、14、15，Lily，对，mời em。18、15、16嘛。对，那你呢？你你一个人呢？做饭累不累？累不累？累不累？不累。我很喜欢做饭，女的这个做饭累不累？觉得，女的觉得，女的觉得做饭累不累？答对了，不累。不累。你女儿今年多大了？今年呢，23岁。岁，乘4，对，已经。已经工作了，难得女儿现在工作了吗？工作了，有吗？我也今年，我这几天身体不好，吃了很多药。对，我和你，一起去医院看看吧。你的什么了？怎么了？你的啊，怎么了？怎么了？他病了。他生病了，或者他身体不好。có phải nick Zalo của em là Leo, Leo không? Vâng ạ. Thế thấy là em làm bài tập đầy đủ mà, thế sao nay đọc có vẻ dắt thế em? Sẽ xem nào, ngữ音 ở đâu? Nghệ tú nào, nghệ tú đây. Sử liêu, sử chi, sử ba. Mời chị Bích Ngọc đã quay trở lại chưa ạ? Vâng, rồi cô ạ. Chị ăn cơm lâu thế, gọi mấy lần hay thấy chị À đâu đâu chị? ạ? Vào nãy giờ rồi cô ạ. Em mời chị đọc câu 16, 17, 18 ạ. Vâng ạ. Mấy cưa sen sân xoay bu sĩ khoan chu chuyên chu yên. Câu này chọn đáp án nào ạ? Chọn F ạ. Vâng. 16 F ạ. Vâng. Ba bà mẩy thiên cung cung chua khẩn máng sinh chi liêu dễ u xỉu si chọn Siêu C ạ xỉ. siêu Siêu xỉ xỉ. Vâng. của mẩy thiên
下午和同学一起去跑步，准备啊。嗯，等会儿，đọc hết hả cô? Đúng rồi, đọc hết ạ. Chưa sư ý cơ xin chi tơ giao mẩy thiên xảo trang chư chọn e ạ. Xảo sang chứ không phải ý giang nhé. Chảo sang. Chảo không phải giả luận, đọc là chờ chứ nhé. Chảo sang. Chảo sang. Ma ma mẩy thiên chảo sang chi tiễn chiến chỉ choáng chọn A. Mời 21 23 rồi. Mời bạn Huyền nào, Thu Huyền nào. Thu Huyền. Dạ con chưa kịp làm bài tập này ạ. Con cứ đọc đi, vừa đọc vừa vừa điền nhá, cô hướng dẫn. Đây. Câu 21, câu 22 nào. Của Mân gì? Của Mân mấy cơ sinh chi liệu tâu cung chỗ. Sao mà ý sư? Dịch là gì ạ? Chúng ta, chúng tôi. Chúng tôi mới sinh chi liệu là mỗi thứ bảy, mỗi thứ bảy hàng tuần đấy thì làm sao nhỉ? Tâu là đều, làm việc cung chuộ là làm việc. À câu 22 này em đọc tiếp đi ạ. Đây cô chị, bố khẩn mắng bố khẩn mắng đúng rồi. Chuyên trừ con tiên chính. Rồi, dịch là gì nhỉ? Chấm mơ xua. Xin lỗi. Tôi rất bận. Đúng rồi, không có. Không có thời gian. Không có thời gian đi. Đi xem. Xem phim. Điện ảnh là đi xem phim nhá. Dạ. Đó là xìa xìa. 23, 24, 25. Mời Quang Minh đi. Hà Bích Ngọc ơi. Em chuyển mic xuống cho bạn. Ta bố trai cha, xa ủ sư tiện. Chu truy mãi tung sĩ lơ. Rồi. Của tơ xảo mau, bố xảo chư tung sĩ. Của trời tơ ta, ta sân pinh lơ. Rồi, ta sân pinh lơ. Tiếp đi em, còn câu 25 làm nốt đi ạ. Ủa dễ bu mà à, ủa dễ bu chứ tao bảy trên tơ thiên chi nhỉ quân quân xảo lý tha sư bảy trên rắn. Cái gì câu 25 lão sư? À tôi cũng không biết thời tiết ở Bắc Kinh. Bạn hỏi thử tiểu lý. À, anh ấy là người Bắc Kinh. Con hỏi. Đấy, em đọc cũng khá tốt mà nhớ nghĩa cũng tốt. Chỉ có chữ là không học đúng không? Lười đúng không? Để học em nhá. Nếu không là mình tốt nghiệp xong mình lại đi ra không đọc được chữ nào đấy. Thì lại lãng phí đúng không? Quãng thời gian mình học. Đọc cho cô câu hỏi và dịch nào. 26 đến 30 mời Tín Đạt đi. 医生说我要出2000元, 明天能出院. Là bác sĩ bảo tôi là phải ở trong viện và trong viện mấy ngày. Ngày mai có thể ra viện. 我今天不能出院, là tôi hôm nay không thể ra viện. Là tôi. 我的小猫生病 là 你知道去哪个 y yuan khảo mà, là con mèo của tôi bị ốm rồi. Bạn có biết bệnh viện nào, đi bệnh viện nào tốt không? Ngồi tôi xẻo mau xiên chai khảo tua là con mèo của tôi bây giờ khỏe hơn rồi. Là sai. Nǐ xīng qī tiān yě qù xuè xiào ma? Thai máng là
là chủ nhật bạn cũng về trường à, bạn cũng ra trường à? Hai mắng là bận quá. Tha sinh chi thiên pu xiao si là chủ nhật anh ấy không nghỉ ngơi là tuệ. Chưa cơ giao mệ thiên trung ngủ chi quản phan khâu bố giao chư. Là Thuốc này à, là cái thuốc này mỗi ngày uống vào buổi trưa à, sau ăn cơm thì không cần uống. Mệ thiên quản phan khâu chư giao là mỗi ngày là uống thuốc sau khi ăn tối ấy. Là không đúng ạ. Wǒ er chì bù tài gào, tā jìn niān shí shì shuì, yī mǐ wú jǐ, là con trai của tôi không cao, cao lắm, không à không cú cao tài lắm, cao. cú thai cao. Nó năm nay 14 tuổi, cao 1m5. Cho ở chứ Cao 1m5 mấy? à, mét năm Chỉ mấy đấy à, mà. chỉ Chỉ cô à? 1m5 mấy. Cho ở chứ chín niên sứ tua xuê, là con trai của anh ta năm nay mười mấy tuổi là đúng. Hơn 10 tuổi đấy, cái này Việt là hơn 10 tuổi. Chọn câu. Bây giờ đáp án ở trên. Chọn câu nào mới ai dáng là 31, 32, 33. Y sinh sư ta bù nâng chu yên. Bác sĩ nói là anh ấy Ủa, em không. đọc chỗ nào nhỉ? 31, 32, 33 mà. À, câu trả lời là tha từ ớt sự mà. Câu trả lời cũng có đúng đâu. Ủa? Đáp án là ABC ở trên này mà. Đâu? Trên là câu hỏi gì chẳng Sao lại thế? Tên của mình không giống của các bạn à? 31 đúng như này à? lần. Đúng không? Đúng như Y Sơn ở đâu? À, em chọn đáp án luôn hả? À, cô lại tưởng là rồi ok. Không không đọc từ trên xuống mình này. Cô cứ tưởng bài cô lại khác với mọi người. À, tiếp đi. Tiếp đi. À, bác sĩ nói rằng anh ấy chưa thể xuất viện. Với gì mà? Vì sao? Tại sao đã ba Cái gì? cái gì à? À Sớm là cái gì cái mà gì? Đã 3 ngày ba rồi. ngày rồi Tại sao? tại sao ngồi tiếp đi ạ. Hai, xin. Tôi không thích chào sang运动. Tôi thích buổi chiều cùng bạn bè chơi bóng. Tôi không thích vận động buổi sáng. Tôi thích buổi chiều cùng với bạn đi đá bóng. Tôi cũng không thích buổi sáng mấy thời gian. Tôi cũng không thích tôi buổi sáng không có thời gian. Nào 33 đến 35 chị Hà Bích Ngọc. Thằng con trai năm nay 8 tuổi rồi. Sure, đã 1m4. Thứ sáu cũng không nghỉ ngơi. Công việc mệt không? Không quan trọng. Thứ sáu tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bạn mỗi ngày khi nào ngủ? 9 giờ đó bà, rất sớm. Tôi sáng sớm dậy cũng rất sớm. Ok. Xin chào. Cả lớp ghi lại từ mới nhé, tôi gửi vào nhóm. Của chưa chạy, của chưa chạy có nghĩa là gì ạ? Không.
Đúng rồi, khuổi chưa là tàu hỏa, thế còn chăn là gì? Trạm tàu hỏa đúng không? Hoặc là ga tàu hỏa. Phây chi chẳng là gì ạ? Bay. Phây chi là gì? Sân Rồi, phây chi là máy bay, chẳng, phây chi chẳng là sân bay. bay. Ngoài chú ngủ là, ngoài chú ngủ là gì ạ? Các bạn ghi từ mới vào nhá, thì ở trong đây cô chỉ ghi có mỗi tiếng Hán thôi. Ngoại chú ngủ là bà ngoại. Từ bà ngoại có nhiều từ để diễn tả này. Một là ngoại của. Ngoại là ngoại ấy. Người ta hay gọi chính thằng ngoại. Cứ ngoại chính thằng ngoại ấy. Nay là nội. Thì bà nội thì là nải nang. Thế còn bà ngoại là ngoại của hoặc là lão lão. Hoặc là ngoại chú ngủ. Ta sử sơn là什么? Sinh viên tuổi. Đại sứ quán là gì? Tôi đại sứ quán từ này học rồi. Phương tiện miễn, phương tiện là gì ạ? Phương tiện là thuận tiện thuận lợi. Còn miễn là mì, mì thuận tiện thuận lợi gọi là gì ạ? Là mì tôm á, mì ăn liền á. Đấy, mì lười mà, mì này đâu có cần phải làm gì đâu, bỏ nước vào là chín à. Gọi là phương tiện miễn là mì lười ấy, hay gọi là mì tôm nhá. Điện ảnh là gì ạ? Duyên là gì? Không, chúng mình học nhiều là đi 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 đâu nhỉ? Đi đâu để xem phim ạ? À? Đúng rồi, đi rạp chiếu phim là tiên nhỉ duyên để xem phim. Chén phủ trại, chén phủ trại là Campuchia, chả giống thế nào nhỉ? Campuchia là chén phủ trại. Nữ bạn hữu là gì ạ? Bạn gái, tôi là nam bạn hữu là gì ạ? Tôi. Xiao hái tử là trẻ em. Yǒu yì sì. Yì sì là gì ạ? Ý sư là ý nghĩa. Thế còn hiểu ý sư có nghĩa là có ý nghĩa. Ví dụ như là bạn làm điều này rất là có ý nghĩa, hoặc là ủng hộ đồng bào lũ lụt làm một việc rất là có ý nghĩa. Thì cái từ này hiểu ý sư rồi. Đúng không? Hiểu ý sư rồi. Hoặc là câu chuyện này có rất là nhiều ý nghĩa. Đúng không? Mấy ý sư có nghĩa là chả có nghĩa gì hết. Mấy ý sư, một cái là hiểu ý sư, còn một cái là mấy ý sư, không có nghĩa gì cả. Tua chơ nơ có nghĩa là đang có rất nhiều. Ví dụ như hỏi là bạn là có nhiều không thì bảo chứ vẫn còn rất nhiều ạ. Tua chơ nơ hãng còn nhiều ạ. Tua chơ nơ. Máng chơ nơ. Máng là gì ạ? Tuệ, mẹ máng chơ nơ có nghĩa là vẫn đang bận. Vẫn bận như vậy. Rấn che tợ. Rấn che là gì ạ? Người ta, đúng rồi. Những cái đồ ngoài đường này của người ta đừng có cầm về hay là đừng có động vào. Rấn che tờ, rấn che tờ là của người ta. Na cái tung sĩ sư rấn che tờ, có nghĩa là một cái người mình không hề biết của người ta. Cú thủ là gì ạ? À? Hồ đồ rồi, lợ là rồi. Hồ Cú thủ là hồ đồ. Bạn hai cú thủ là bạn thật hồ đồ rồi, đừng có nói như vậy. Cú thủ là đừng có làm cái việc hồ đồ nữa. Nào. Các bạn nghe nhé. Nghe mà đọc theo ạ. Sán, ngữ âm. Đệ nhất bộ phận. Đệ nhất đề. 听录音，选择听到的词语。一、火车站。
火车站，等等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 ，
六，有意思。有意思。七，忙着呢。忙着呢。八，人家的。人家的。六，买嗨。图书馆，看见啊？书院，对了，外交官，来，外交。大家外交，世界杯来，世界杯，比如那个踢什么温库吧，温库啦，cúp thế giới，世界啦，thế giới，杯là cái cốc hay cái cúp? Bình thường mình học cái杯là cái gì nhỉ? Cốc. Mà hôm nay mình học cái杯lại là cái cúp. Thì đúng cái cúp là hình cái cốc mà, nó vẫn gọi là杯. Thính chưa phê, thính chưa phê là thính chưa là gì ạ? Thính là dừng này, chưa là xe, phê là phí, phí dừng xe, phí dừng xe hoặc phí đỗ xe. Của tân ấp là gì ạ? Mình học nhiều rồi này. Còn của tôi thì sao, đúng không? Của tôi thì sao? Bạn có nước rồi, vậy của tân ấp, nước của tôi đâu? Phán trơn ở. Thật phiền. Hảo phán cũng là thật phiền. Phán trơn ở. Thật phiền. Phán là phiền. Này là khó chịu. Hảo phán à. Hảo phán. Phiền khó chịu. Ở tứ khoang. Ở tứ khoang. Ơ là gì ạ? Ơ là đói á. Ủa ơ tứ khoang là. Nghĩa là tôi chưa ăn cơm. Xin xe. Ơ tứ khoang là đói phát, nó phát phát hoảng lên được ấy, đói phát hoảng lên hoặc đói phát sợ lên được, ý chỉ là quá đói rồi ấy. Ưa, từ này đọc là ơ hoặc ưa để được, ưa hoặc là ơ để được. Tủ từ khoang, tủ bình thường mình gọi là gì, tủ chưa là gì, tắc xe đấy, tắc tắc đường ấy, tắc xe tắc đường là tủ chưa ấy. Nhưng mà hôm nay mình học từ tủ ở đây có nghĩa là buồn hoặc là chán phát hoảng lên được, buồn phát hoảng lên hoặc chán phát hoảng lên. Ví dụ như này, ở đây cha có cái gì chơi tủ tử khoảng, buồn phát chán lên được, buồn phát hoảng lên được. Phú Yến là gì ạ? Là ở nhà hàng mình hay gọi Phú Yến là gì ạ? Nhân viên phục vụ. Phú là phục vụ, Yến là nhân viên. Phú Yến là nhân viên phục vụ, mình học này rồi nhá. Tự ở trong nhà hàng người ta không gọi em ơi anh ơi đâu, mà người ta gọi Phú Yến, của tiền sai, tôi gọi món. Hoặc là Phú Yến, cái của ý tây chữ, hoặc là tôi có một cái cốc. Phan cung sự là gì ạ? Office là văn phòng. Phan cung sự. Sự ở đây nghĩa là phòng, là nhà này. Cố hủ quản là bảo tàng đúng không? Cố hủ quản là viện bảo tàng. Pin chí lín là gì? Kem đúng không? Lý sĩ khoan kinh sĩ lý mà. Bạn có thích ăn kem không? Hiểu tao lý. Tao lý là gì ạ? Đạo lý. Tao là đạo, lý là lý. Đạo lý. Hiểu tao lý là có đạo lý đấy. Bạn nói có đạo lý đấy. Đó. Hoặc là bạn nói có lý đấy. Hảo hứng hiệu. Hảo hứng hiệu là bạn tốt hoặc là bạn thân. Xiao hái sự là trẻ con.
con nít trẻ con. Hảo tung xỉ nghĩa là đồ tốt, ví dụ nhỉ. Chờ cơ sư hảo tung xỉ à, cái này là đồ tốt đấy, chắc là đắt lắm đấy. Hoặc là na cơ in ca sư hảo tung xỉ à, nhìn rất là sang. Các bạn cần lưu ý đi chỉ tú bạn. 第二部分，注意每个词中重音的位置。管。二，外交官。外交官，大家一起读吧。三，世界杯。世界杯。四。停车费。停车费。五，我的呢？我的呢？六，烦着呢。烦着呢。七，饿得慌。饿的话，八堵的话，九服务员，十办公室，办公室。慢放。十一，博物馆。博物馆。十二，冰淇淋。冰淇淋。十三，有道理。十四，好朋友。好朋友。十五，小孩子。小孩子。十六，好东西。好东西。Xem hình rồi đoán nghĩa của các từ mới này. Nào, y院 là gì ạ? Sư trưởng không? Bệnh viện đúng không? Là các bạn gì ạ? Đi đúng không? Điện ảnh viện. Sư trưởng không? Điện ảnh viện sư trưởng không? Rồi, nhớ rồi hả? Phả viện là tòa án ạ. Đây, có cái búa này này. Đấy, tòa án. Xuế viện. Xuế viện là học viện. Học viện. Học lớp. Cảm ơn tả khai. Tì sang. Từ mới mà. Sách từ mới. Tì sang cửa. Chủ biên na cửa hồng sơ tờ. Sửa tờ. Chiếc màu đỏ bên trái kia, sủa biên là bên trái nhá, na cơ là kia này. Chiếc màu đỏ, cái tờ này là lược bỏ sau sau tờ, lược bỏ cái danh từ này. Ống sợ là màu đỏ, sử của tơ là của tôi. Biểu. Biểu có nghĩa là đồng hồ. Nào chung là đồng hồ báo thức. Còn biểu là đồng hồ đeo tay hoặc là đồng hồ treo tường. Chiáng biểu là đồng hồ đeo, là đồng hồ treo tường. Còn sấu biểu đeo vào tay. Sấu là tay đúng không? Thì sấu sấu biểu là đồng hồ đeo tay.
Thế còn chéng là tường đúng không? Chéng biểu là đồng hồ treo tường. Thế còn nào chung là đồng hồ báo thức ấy. Nào là đánh thức ấy. Chung là đồng hồ. Nào chung là đồng hồ báo thức. Đọc ví dụ cho cô mời Hà Bích Ngọc. Em ơi. Đọc ví dụ cho cô 1, 2. Cô yêu mãi cơ số biểu. À không, đặt đọc chứ không phải đặt. Đọc. Đọc. Chứ cơ cơ tờ số biểu. Ừ, số gì mà? Đây là cái đồng hồ đeo tay của em. Rồi, tiếp ạ. Của mấy thiên tôi yêu tin nào chung. Nghĩa là mỗi ngày thì đều đặt báo thức. Rồi, cái từ tỉnh có nghĩa là đặt báo thức đấy. Tinh là cài đặt. Tinh là cài đặt nhé. Đặt câu với từ số kẹo nào. Mời Tiến Đạt.我很喜欢这个手表。我有一个新手表。啊，很好。光明。我要手表。我有一个一块手表，那都搞某个东西一块。我有一个一块手表，好，谢谢。青年到，青年到，青年了的呀。thanh niên á, trinh là thanh niên là niên á, bảo là báo, trinh niên bảo là báo thanh niên, rấn mín rư bảo nghĩa là rấn mín là gì ạ? Nhân dân, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ấy, Trung Quốc, Cung Cứa, Trung Quốc rấn mín, Trung Cứa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì từ rấn mín là nhân dân, nhân dân Việt Nam là Việt Nam rấn mín. Rư bao là nhật báo, rư là nhật này, bao là báo này. Nhân dân nhật báo nghĩa là báo nhân dân ấy. Đọc ví dụ cho cô nào, mời mời chị Bích Ngọc ạ. Của khan dân mến rư báo mảy thiên À, hảo đó. Xin chào. Mà mời bạn Hương Anh đọc ví dụ ạ, đọc ví dụ cho cô ạ, đọc và dịch nhé. Hương Anh đâu ạ? sĩ quan can xin nén bảo tôi thích xem báo thanh niên. Của dế dê mẩy thiên tâu mãi bao chữ ông nội tôi mỗi ngày đều mua báo. Vậy em đặt câu với từ báo được không? Báo gì cũng được, ba loại báo này. Báo chữ là báo giấy. Đâu rồi? Minh Đấy rồi. thiên của gia đậu trinh nén bảo. Ok. Đúng hả? Mời Vân Trang đặt câu ví dụ với từ báo này ạ. Của ba bà sĩ khoan khan rấn mín rư bao. À, tuổi của ba bà sĩ quan bố của tôi rất thích xem đọc báo nhân dân tuổi thứ hai điện tử báo báo điện tử nì chư báo ý chiên Ý chiên lính y Ye cu sư mơ có nghĩa là gì ạ? À? Bạn có biết ý chiên lính y là bao nhiêu ạ? À? Ý chiên là 1.000 đúng không? Lính là linh, y là một nghìn linh một đúng không ạ? 1.001 chuyện đúng không? Câu chuyện cu sử là câu chuyện. Bạn có biết câu chuyện 1.001 đêm không?
cả lớp đọc cùng cô ạ. Sứ bảy chiên vạn. Sứ là gì ạ? Rồi bảy là, rồi chiên, rồi quan. Ý quan bằng bao nhiêu nghìn? Rồi ý quan bằng 10.000. Ý chiên ở đây là 1.000 này. Ý chiên là 1.000 này, lính là linh nhá. Ví dụ như 1.001 là ý chiên lính ỵ. Ý 1.000 là 1.009 chẳng phải xua Hà Bích Ngọc. Lính triệu. Ừ, rồi, hả? Nào, đọc cho cô là 1.020 chấm chấm tố nào. Nào. 1.020. Em đọc cầm mic đi em. Y chen lính R Tuổi 1.020 nghĩa là 1.020. Không có lính nữa đâu mà. 1.000. 1.000 à, đúng rồi, y chiên lính ở xứ là 1.020. Một nghìn 2013 tấm số con đi. Yes. chiến Ở chiên, lẻ chiên nhá, đúng rồi. Ở từ 100 trở lên thì lại phải dùng từ lẻ nhá. Hoặc là từ 1 đến 10 cũng dùng từ lẻ. Từ từ mấy chục ấy, từ 100 trở xuống 10 ấy, thì dùng từ ở. Ở phải. À, lén phải. Thế còn ví dụ như 20 thì là ở sứ, 22 là ở sứ ở, nhưng mà đến đoạn là 200 thì là dùng từ lén phải, lẹ chiên chứ không phải ở chiên nhá. Ờ tôi lẹ chiên thì chưa sang hả? Thì đọc ví dụ cho cô nào. Ví dụ 2. Thủy Dương thôi nhá. Tôi có nghĩa là gì ạ? Bạn tuyệt đối, bạn nhất định. Chiên ngoan là bạn nhất định. Đừng có tin anh ta. Xiang xin là tin đấy. Xiang xin tha là đừng tin anh ta. Bạn nhất định là không được tin anh ta. Từ chiên ngoan. Bình thường mình đang học chiên ở đây là nghìn. Ngoan là bạn. Thì mình đáng nhẽ phải dịch là nghìn vạn không? Bạn nghìn vạn lần không được tin anh ta. Ý là nhấn mạnh cái việc là mày đừng có tin anh ta. Hoặc là bạn nghìn vạn lần đừng có tin anh ta lừa đấy. Anh ta là kẻ lừa đảo đấy. Đặt câu với từ chiên oan mời Diệu Linh ạ. Diệu Linh ạ. Đây Mời em. chiên oan là nhất định đúng không ạ? Rồi, nhất định em. Chiên oan mải 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 y cơ xấu bèo Tôi nhất định giao, em hình như giao bạn. Tôi nhất định phải giao mãi ý giao y y ý cưa xấu bà cho số bố thì là cho bố thì là đọc như nào bao nhiêu em nói gì sau gì mua cho bố thì đọc như nào à cậy ba bà mãi của cậy cậy ba bà mãi ý cơ số biểu của chiên oan. Hoặc là của chiên oan mài chơ cơ số bèo cậy ba bà. Tôi nhất định phải mua cái đồng hồ này cho bố. Là em nói lại này. của chân oan mải 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 y cơ xấu bèo cày của ba bà Vẫn hào đúng rồi, ý nghĩa đúng không? Sung. Sung có nghĩa là tiễn và cũng có nghĩa là tặng và cũng có nghĩa là giao. Ví dụ tiễn là của sung nỉ khuẩn truy bạn là tôi tiễn bạn về nhà nhé, tôi tiễn bạn. Thế còn tặng là úa dầu ý cơ lý ụ giao sung cái nỉ là tôi tặng bạn một món quà, tôi có một món quà muốn tặng bạn. Thế còn sung sung phan có nghĩa là đi giao hàng. Sung của là phát hàng là
không phải là giao là từ cái nhà cung cấp mà giao đi đâu, mà sung ở đây có nghĩa là từ cái ông shipper ấy, ông ấy giao cho mình nhận. Hai giai đoạn khác nhau ấy, một bên là pha là phát hàng, còn một bên là gọi là gì nhỉ, giao hàng, giao là giao cho người nhận, thế còn phát là phát đi từ cái ông giao đi ấy, là cái từ người bán gọi là pha khua. Thế còn đến cái người shipper này mà đến trung gian này nhá, từ chỗ vận chuyển ấy mà gửi cho người nhận thì ta gọi là sung khua, khác nhau nhá. Đọc cho cô cái ví dụ này, mời bạn Vân Trang. Chỉ Vân Trang ạ. Dạ, Mời em à, Ủa sung nhỉ khuấy cha, tôi tiễn bạn về nhà. Sung cái nhỉ tặng bạn này, à, tặng cho bạn. The tha sung phan, anh ấy giao cơm. Để có thể dùng một cái sung để chỉ một cái ví dụ mà.我的生日时候，我妈妈给我送送给我。送给我一个礼物，很大礼物。很大礼物，rồi nhật của tôi đúng không, Dạ, mẹ của mama tôi送给我一个很大礼物。rồi thế nào, tặng tôi một món quà rất to. Rồi mời bạn Phương ạ. Bạn Phương, Tôi là câu từ gì? từ sung, em dùng sung này để một câu. Tôi tưởng bạn đi ra sân bay nhé, chẳng có Sung nhỉ chi truy sân phê bay phê phê chi rồi phê chi chẳng rồi thật hả. Tôi của sung nghỉ tao xây xe trả bạn. Nào mời con Minh đặt ví dụ. Một cái đồng hồ. À, ý cơ gì? Ý cơ gì? Sao Paulo à? Cái gì? Không nghe rõ nhỉ? À, số biểu. Ủa xung cái nghỉ cơ số biểu. Rồi, hả? Tôi tặng bạn một chiếc đồng hồ. Ý xạ, động từ cộng ý xạ là diễn tả hành động xảy ra trong thời gian ngắn hoặc là thử làm việc gì đó. Ví dụ này, nghỉ mân siêu si ý xạ bạn, có nghĩa là các bạn nghỉ ngơi một chút nhé. Thì ý xạ, siêu si ý xạ, quân ý xạ. Thì ý xạ là nghe một chút, siêu si sẽ là nghỉ một chút, nghỉ ngơi một chút này. Quân ý xạ là tôi hỏi một chút, của quân ý xạ. Hoặc là lão sư, của quân ý xạ. Của quân ý xạ, lão sư, tôi hỏi một chút, thầy giáo. Dùng ý xạ đặt câu, mời chị Bích Ngọc ạ. Vâng. Chị Bích Ngọc nghĩ được câu nào chưa? À, chưa chưa nghĩ ra cô ạ. Tôi đi ăn cơm một chút. Ủa chị Của Truy Chư Phan ý ý xe. ngồi tôi đi ăn cơm một chút nhé, nghĩa là bạn cứ chơi đi hay cứ làm gì đi, tôi đi ăn cơm một chút nhé. Rồi xin chị mời bạn Lily ạ. À, nghỉ tấn của ý sao? Rất hảo, bạn chờ tôi một chút. Rồi. Mời Diệu Linh. Wow.
Tôi chút thế nào, tôi nói ngồi đến được đến trường một chút là truy à, ý truy xa xuế sao đi đúng xa, đúng rồi, hẳn học không? Của truy ý xa xuế sao của truy sửa sao ý xa. Đó. Phán chiên, phán chiên là căn phòng hoặc là căn hộ. Chờ sử của tờ phán chiên là đây là căn phòng của tôi. Đặt câu với từ phán chiên nào. Mời Hà Bích Ngọc đặt chuyển đi.这个房间太大了。Ừ, đúng rồi, hả? Cho cái phán chiên hay tạ. Thì Dương.我家有Sang cơ phán三chiên.个房间。À, hả? Mời bạn Phương đặt câu với từ phán chiên. Mời bạn Phương. Nghỉ phóng xuyên khẩn Rất đẹp. khẩn theo ạ. Ừ, đúng rồi. Để phá chiên thật keo lẹo. Vâng. Rất đơn giản. Lúc nãy là phá chiên rồi nha. Còn bây giờ là kháng biện. Có nghĩa là bên cạnh. Kháng biện. Ví dụ như bên cạnh đặt là sư. A giáng. Đúng không? A tá tờ. Kháng biện. Sư. A giáng. Đúng không? Hoặc là kháng biện là bên cạnh. Có thể là bên trái. Có thể là bên phải. Nhưng mà là bên cạnh nhé. 我的家在学校的 旁边nghĩa là nhà của tôi ở bên cạnh của trường học. Chùa biên là bên trái. Dâu biên là bên phải. Còn旁边là bên cạnh, ví dụ như 我一直在哪的 旁边nghĩa là tôi luôn luôn ở bên cạnh bạn. Hoặc là mẹ luôn luôn ở bên cạnh tôi. Chào mừng Hà Bích Ngọc biết em. Mama, mama, Chủ sưng chủ sư, tại phòng bên, của tập hàng kia của tập hàng bên. hả là đạt nào dùng từ yêu kia nào bên cạnh tôi là ai dám trả lời chưa我的右边是阿阳，bên trái là Quang Minh我的左边是光明。hả à, mời Quang Minh nào em đặt ví dụ phóng viên hoặc là我的右边是我朋友của điện的旁边。旁mặt hơi旁旁边边，对是我朋友对很好颜色啊颜色là nhan sắc nhưng mà nghĩa tiếng Việt là màu sắc nhá颜色 chính là bằng cái color đấy cả lớp ơi cân của Tú vào Yến sợ Phần sợ phần sợ Lán sợ lán sợ Lụy sợ lụy sợ Húng sợ lụy sợ Bái sợ Khây sợ Quây sợ quay sợ Khoáng sợ Hết rồi Các bạn về nhà học thuộc cái màu sắc này nhé. Chân à, chân là thật, ví dụ như là bạn thật xinh đẹp nhỉ, chân phèo lèo. Bạn thật thông minh chẳng mơ xua hả A tá? Trung mình. Dùng từ chân, đang học từ chân. Bạn thật là nhỉ chân. Trung mình đúng không? Chân là cộng với lệ tính từ nhá ví dụ như chân heo lèng hoặc là chân mẩy là thật đẹp chân hảo là thật tốt à, úa khấn sĩ khoan tha tha chân heo lèng à, úa khấn sĩ khoan tha tha chân heo lèng là tôi rất thích cô ấy vì cô ấy thật xinh đẹp bạn thật cao chẳng có xua à, Hà Bích Ngọc
Nghỉ chân. Đúng, nghỉ chân cong. Bạn thật là tóc của bạn thật là dài. Chờ mơ xua nhỉ, mời Trang Nguyễn ạ. Nǐ de tóu fà zhēn zhēn de chǎng. Rồi, chân trắng là thật dài. Zhēn Cả lớp đọc theo cô từ mới này nhé. Chi chữ. Chi chữ là vợ. Là phu là thê đấy. Phu chi thì cái từ chi này chính là vợ. Phu chi là phu thê đấy. Phu thê giao bái thì từ phu chi. Thế còn từ lão cố. Lão cố cũng bằng với vợ nhưng bằng với oai. Là vợ của tức lão cố là vợ của tôi. Ai rấn cũng có thể nói là vợ. Ai đó là ai là yêu, đó là người người yêu, nhưng mà ai đó là đây dùng cho từ vợ. Trượng phu là đối ứng sang bên này, khi mà dùng từ chi sự thì đối ứng mình phải dùng từ chồng là trượng phu là trượng phu ấy, lão cung là lão công là chồng ấy. Ai đó là dùng chung giống như tiếng giống như kiểu là vợ ấy, thì ai đó cũng là chồng. Ủa tớ ai đó là chồng của tôi. Cụm từ có tờ, ví dụ này, đại từ, tính từ hay động từ kết hợp với tờ sẽ tạo thành cụm từ có tính chất như danh từ hoặc là cụm danh từ, trong đó thành phần trọng âm trọng tâm được lược bỏ. Ví dụ quyển sách này cố sự của tờ, quyển sách này không phải là của tôi, phải dịch thêm là của tôi nhé, được chưa? Thì nó lược bỏ cái từ, đáng nhẽ phải thêm chữ su đằng sau đúng không, đằng sau chữ tờ, nhưng mà danh từ chính được lược bỏ. Vì đằng trước mình đã có từ su rồi nên đằng sau không cần repeat, không cần nhắc lại, thì chỉ cần nói là tờ là được rồi, là mình đã hiểu đây là tờ su rồi. Chờ bản su bố su ở tờ. Chờ chiên y phụ sư chúa thiên mãi tờ. Có nghĩa là quyển cái bộ quần áo này là hôm qua mua, đã nhắc phải nói là chúa thiên mãi tờ y phụ đúng không? Nhưng mà mình đằng trước mình đã có nhắc từ y phụ rồi nên đằng sau mình phải lược bỏ đi, không nhắc lại. Là bộ quần áo này là của tôi. Tha choan tờ y phủ sư khốn sợ. À khốn tờ. Tại sao lúc này lại khốn tờ nhỉ? Là đang nhắc phải khốn tờ y phủ đúng không? Vì tính từ mà. Thế nhưng mà nó lại lược bỏ cái từ y phủ đằng sau đi. Đang nghĩa là cô ấy mặc quần áo là màu đỏ. Thế nhưng mà đang nghĩa là khốn tờ y phủ. Nhưng mà danh từ này đã được bỏ vì nhắc lại ở đằng trước rồi nhé. Áo của tôi mặc là màu hồng, chẳng nó xua con đi. Của choan tờ. Quần áo. Phẩn sợ là màu hồng. Màu hồng. Nốt đặt câu với Phương ạ. À, mời bạn Phương đặt câu với cái từ tờ ạ. Là câu với từ gì cơ? Tờ. Tờ. Đúng rồi. Dùng cấu trúc này này. Cái máy tính này không phải của tôi, chẳng nói xua. Trước cái gì? Tiền não. Tiên nào? Cái tiên nào? Bố sư của tơ. Ngồi, phú sư của tờ. Của tơ À, tiên lại không không bỏ đi, cú sư của tơ là được rồi, đây phải lược bỏ đi đấy. Đây những câu cụ thể của nó phải là của tơ tiên não, nhưng mà trong này nó đã có từ nhắc trước, danh từ đứng trước là từ tiên não nói rồi thì mình không được lặp lại đằng sau nữa nhá. Mà chị Bích Ngọc đặt câu với từ tơ. vâng ạ. Chư cưa chảo câu bố Chéo sự của cậu. ta, Ừ, đúng xéo rồi. cậu bố sự của ta. Cái con chó này không phải là của tôi, hắn hả? Hả là hết rồi. Vậy chúng ta về nhà học từ mới nhá. Và làm bài tập trong sách giáo khoa, thì sách bài tập nhé. Hả là nào ở bên xa khưa bạn? Hôm nay có về hơi muộn một chút rồi. Ảnh hưởng đến các bạn không? Vì giờ này bài sẽ hơi dài. Cô lại không muốn đi nhanh đi lướt. Cô muốn là các bạn phải nhớ. Nên là sẽ hơi chậm hơn một chút. Hảo nào ở bên xa khưa bảo. Là sư trai chiên. Là sư trai chiên. Nghỉ mân trai chị. À cô ơi.
ơi. Cô cho hỏi một chút là cái đánh máy tính mà cái từ phiên âm cô đánh ấy là Vâng. phải tải cái gì về để đánh được ạ? Chị không cần tải được, chị chỉ cần vào cài đặt ngôn ngữ cho máy tính, thì chọn thêm chị vào control panel nhé, xong là chị vào Vâng. cài đặt ngôn ngữ ạ. Sau đó thì chị chọn Vâng. ngôn ngữ chung tiếng Trung vào. Nếu mà chị cần thì hôm nào chị zoom để em chỉ chị nhé. Sao trên máy của mình không 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 tìm được cô ạ? Tìm nó không ra nhưng mà nó chọn vào thì nó lại không ra chữ tiếng Trung ấy, có nghĩa là chọn được cái Đến ký chị tự vào là tiếng Trung rồi nhưng mà khi mà mở lại nó vẫn không ra. chị vào đến đây chưa ạ? Chị cài đặt đến đây Không không nhìn thấy gì cô ạ. chưa? À, tiền mình thấy chị à, mang cháu. Thế thì để mai chị chụp cho em xem nhé, em sẽ giúp chị qua Zalo nhé. Vâng, cảm ơn cô ạ. Chị ạ. Xie xie đạo sư. À, chị hơi chị.